Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta sửa chữa thay thế bao lụa hoặc là ép sấy của cái máy in HP 5002 hoặc là Canon 3500 hoặc những cái dòng tương tự. Đây, tôi rút khay giấy ra. Rồi. Chúng ta đi xác định cái bên để chúng ta mở, đúng không? Cái máy này thì đã sửa rồi và cũng đã độ rồi, nên để ra này. Nó có con ốc ở bên cạnh bên hông á, cả máy cũ à. Đó, đúng rồi. Tôi tháo luôn mặt đáy này luôn nhé. Cái chỗ này đúng ra là con ốc nằm trong này nhá. Nằm trong hốc này này. À, các bạn lật nắp này ra này. Và luồn ốc vào đây này. À, để các bạn quản ra. Và bên này nó nằm bên đây này. À, đấy. Nó có hai con ốc nằm trong này đây. À, ốc này này. Đó ra, nhưng mà cái này nó bị gãy cái ốc rồi. À. Tôi độ tôi bắt ra ngoài đây rồi. Gỡ khay giấy ra đây. Đó. Rồi, các bạn xem đây, cụm sấy đây. À, cụm sấy nằm đây. À, nó có hai con ốc, hai con ốc ở trong hộp này. Đây, ốc nằm trong này này. Tháo đây. Rút cụm sấy ra cũng đơn giản thôi. Đoạn này. Hai con ốc. Sấy ra. À. Rồi. Chúng ta làm cái cụm sấy. Đúng không? À, sửa cụm sấy. Cái này nó in kẹt giấy hay là bị làm sao đó, chúng ta sửa này. Cái này nó nếu mà làm sấy thì các bạn đối với máy này thì phải chúng ta phải xử lý bằng cách là gì? À, như là thay bao lụa hoặc là thay ép sấy thì các bạn phải rút được cụm sấy này ra và chúng ta thay, chúng ta làm mỡ zin đúng. À, điều mấu chốt của cái việc mà xử lý cái sấy này đối với những dòng máy lớn này đó là các bạn phải sử dụng ép sấy zin, bao lụa zin và sử dụng luôn cả mỡ xịn. À, sử dụng mỡ xịn thì chúng ta mới xài được. Đấy. Thế thì các bạn có thể mua những mỡ xịn. À, cái hộp mỡ như thế này. À, à, HB. Và chúng ta làm. À. À, mình đã rút được cụm sấy này ra rồi. Thì chúng ta tháo đây ra. À, gỡ này ra. Trước khi tháo thì chúng ta xem mấy cái dầu ấy. Tháo trước đi, không có đến lúc nó gãy. Cẩn thận ha, làm mấy cái này cẩn thận nó gãy mấy cái ngàm này kia cũng phiền đấy. Đây các bạn tháo cái nãy này ra nhé. Nó có nãy này. Trở lên. Xong. Đấy, trước các bạn kêu mình hướng dẫn. Đây, tháo hai con ốc này ra. Cái quan trọng ở đây là chúng ta cách tháo ra thôi, chứ còn cái cách làm xử lý thì mình đã có nói là gì ở trong cái video ở trên cái kênh HKP Channel của mình, là cách để thay bao lụa máy in mấy cái dòng 3003 hay là Canon 2009 thì các bạn làm, các bạn đã quen rồi thì các bạn làm được thôi, còn cái này thì chỉ tháo ra thôi. À, là chúng ta làm tương tự,
Cái quan trọng là cái kỹ năng chúng ta sử dụng, và chúng ta sử dụng là mỡ loại gì thôi, chứ còn cách làm nó giống nhau nhé. Đấy, tháo ra xong rồi, giờ đến lượt là gì, rút cái ống này ra. Rồi. Đấy. Các bạn sẽ thấy cái dây nó đi này. À, dây nó đi này. Chưa? Thì chúng ta phải rút mấy cái dây này ra. Đây nó có cái lậy cá này, đấy có này. Đấy, rút này ra này. Rồi, bên này thì còn cái kẹp cái đấy đây. Này, tháo nhông này ra. Mấy cái nhông này các bạn tháo ra hết luôn này. Các bạn sẽ rút ra được cái sấy, cái bảo lụa. Đây rồi thì nó dễ rồi. Các bạn tháo ra từ từ ra thôi. Lấy cái bên nhông ra, kẹp dây ra. Rồi các bạn rút cái này ra này. Bên thôi, rồi nó chạy vắt sang bên kia. Này thì cái dây nó đi dây thôi. Vỡ cái dây này ra này. Cái dây này. Cứ khéo gãy này. Gãy vào cái điểm rất dày. Đấy, các bạn thấy nó bung ra rồi đây này. Đúng không? Ra thay bảo lụa thì các bạn phải gỡ luôn cả cái, nếu mà gỡ ép sấy thì các bạn gỡ ra đây là các bạn lấy ép sấy được rồi, thay ép sấy được rồi đây này. À, gỡ đây, gỡ nhấp bên này ra cái thay ép sấy được rồi. Còn bây giờ thì thay bảo lụa thì tôi gỡ cái này luôn cho các bạn luôn này. Gỡ cái dây này. Đấy, tại cái dây này nó chạy sang bên.
lưu ý là khi chúng ta thay, chúng ta rút ra thì chúng ta rút mấy cái nẫy này ra để chúng ta phải kẹp trở lại nhá, kéo gãy cái thanh nhiệt nhé. Nhiều bạn làm không ấy, nó đâu làm gãy thanh nhiệt đấy. Đây là các bạn lấy ra đây thì các bạn rút cự này ra là các bạn thay được cái làm giống như Canon 2009 là các bạn thay được bao lụa này à, rồi các bạn thay được ép sấy. Và muốn xem chi tiết cách làm như thế nào thì xem lại cái video hướng dẫn thay bao lụa của cái máy in Canon 2009 à, trên cái kênh YouTube HKP Channel. Và xem lại một số cái video khác hướng dẫn về sửa sấy, sửa xiếc đấy của mình ở trên đấy thì các bạn sẽ thấy mình nói rất là chi tiết về cách làm. Rồi, các bạn thấy video này của mình có hữu ích thì các bạn vui lòng hãy cho mình một cái like, đồng thời cũng chia sẻ dùng mình cái video này rộng rãi để cho nhiều người biết được hơn đến nó và giúp được nhiều người hơn. Tại vì thực ra có rất nhiều bạn làm nhưng mà chúng ta không nắm được, đối với cái máy in thì chúng ta không có người chỉ rất là khó. Mà nhiều bạn thì hỏi trên kênh của mình thì thật ra là gì, mình nói thật mình cũng bận lắm cho nên nhiều khi không có thời gian để mà làm hết được. Thì mình chỉ làm một số cái video rồi mình sẽ phân tích những cái khác thì chúng ta sẽ làm tương tự à. Còn nếu như mà trường hợp mà chúng ta muốn làm được máy in mà giỏi trên tất cả các dòng thì chúng ta phải nắm được cơ bản và chúng ta phải hiểu được nguyên lý của cơ và điện tử. Đấy, thì phải có một cái phân tích kỹ về cái phần đấy, cơ điện tử như thế nào, rồi tại sao khi mà chuyển từ phần cơ máy nó kiểm soát, nó quay cần cơ thì như thế nào, nó kiểm soát tại sao nó kiểm soát được giấy ra là kẹt giấy hay là gì đấy, rồi điện tử thì nó kiểm soát bằng cái cách nào, hai cái này nó phải phối hợp với nhau thì lúc này cái máy nó chạy nó ok được. Và khi các bạn nắm được cái phần cơ điện tử đấy thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ sửa được rất nhiều dòng máy và chúng ta hiểu được rất nhiều. Và chúng ta chỉ cần là gì, ngồi bình tĩnh phân tích cách rồi chúng ta giải quyết vấn đề vậy thôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé. Trong quá trình các bạn xem video, nếu như cái phần nào mà các bạn chưa hiểu rõ, các bạn có thể comment ở bên dưới cái video này, hoặc các bạn liên hệ với cái thông tin như là số Zalo, thông qua Zalo hoặc mail thì kỹ thuật của công ty HKP sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Chúc các bạn thành công và cũng làm được việc như tôi đã làm. Nếu các bạn xem video này mà các bạn thấy là nó có hữu ích với bản thân các bạn và những người bạn của các bạn thì bạn hãy share hay còn gọi là chia sẻ cái video này và like cái video này cho nhiều người bạn của các bạn biết hơn và có được cái kiến thức như vậy hơn, để chúng ta có thể lan tỏa được cái giá trị kiến thức cho cộng đồng.